Thưa quý vị, sau khi báo chí phản ánh việc người dân ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã phải nộp 100.000 đồng để làm căn cước gắn chip, thì người dân ở xã An Thái, huyện An Lão, thuộc thành phố Hải Phòng cho biết họ cũng phải nộp mức phí cao hơn gấp nhiều lần so với quy định. Vâng và đáng chú ý là theo phản ánh thì có trường hợp nằm trong diện miễn lệ phí đổi căn cước công dân nhưng mà vẫn phải nộp 140.000 đồng. Tuy nhiên ngay sau vụ việc ở huyện Tiên Lãng thì những người dân phải nộp tiền vượt mức quy định đã được cán bộ trả lại tiền thừa. Nhiều người dân tại xã An Thái, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng phản ánh cách đây khoảng một tháng khi làm căn cước công dân gắn chip ở trụ sở Ủy ban nhân dân xã, họ phải nộp mỗi người 140.000 đồng một người, trong đó bao gồm tiền chuyển phát về tận nhà nhưng cũng không nhận được biên lai. Đáng nói là có trường hợp là thương binh hạng 1 trên 4 thuộc diện được miễn lệ phí làm thẻ căn cước công dân gắn chip theo quy định nhưng thực tế vẫn bị thu 140.000 đồng. Theo người dân tại xã An Thái, gần đây những người dân từng nộp 140.000 đồng làm căn cước công dân thì được trả lại 85.000 đồng. Ai nộp 100.000 đồng thì được trả lại 45.000 đồng. Liên quan đến nội dung này, mới đây thì trưởng công an xã An Thái, huyện An Lão, Hải Phòng cho biết là trong thời gian làm căn cước công dân gắn chip, việc thu phí do tổ công tác của công an huyện An Lão thực hiện. Còn trung tá Phạm Duy Thành, phó trưởng công an huyện An Lão thì lại cho rằng không có chủ trương chỉ đạo về việc thu 140.000 đồng một người làm căn cước công dân gắn chip. Về các trường hợp công dân thuộc diện miễn lệ phí nhưng vẫn thu tiền, công an huyện An Lão đang xác minh nếu đúng sẽ hoàn tiền và xin lỗi người dân. Vâng, trước đó thì theo phản ánh của người dân ở xã Tiên Minh huyện Tiên Lãng thì nhiều người khi mà đi làm thẻ căn cước công dân cũng phải nộp 100.000 đồng và hiện thì công an của xã Tiên Minh đã hoàn trả lại tiền và xin lỗi khoảng 10 người. Và đồng thời thì hai công an viên liên quan đã bị đình chỉ công tác 15 ngày. Và cũng sau sự việc này thì công an thành phố Hải Phòng đã công khai số điện thoại đường dây nóng đó chính là 0818 131 131 để tiếp nhận xử lý tin phản ánh tiêu cực tham nhũng của các cán bộ chiến sĩ. Trong khi đó thì công an thành phố Hà Nội cũng cho biết đã lập các tổ kiểm tra công khai lẫn bí mật để phát hiện và chấn chỉnh các vi phạm và không để ảnh hưởng xấu đến chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân.